Bên kia đây thì chị nghe, hồi nãy chị có đi ăn với chị Ân không? Hồi nãy chị đi ăn với cái gì? Kim chị nghe Lão. À, chị Trung anh em. Rồi có đi tẩy trang không? Mọi người cho mình đẩy cái video này lên 5.000 like. Mình sẽ đánh Minh Kiên. Đánh Minh Kiên, ai muốn đánh Minh Kiên đẩy like lên 5.000. Đấy, 5.000 rồi nè. Vô tình nhưng mà nó lỡ đánh thiệt mọi người ơi. Lỡ rồi đánh, không sao đâu. Không sao đâu, chị lỡ đánh em chứ thôi. Chị đánh 2-3 cái để có về nè. Sao mà Minh Kiên không tẩy trang kìa? Ủa mặt mọc mà. Mọc, mọc chỗ nào không? Mặt mọc mà. Trời ơi, Minh Kiên cà hà cắn tung. Đen tươi. Filter cho nên nhìn giống makeup. Filter cho nên nhìn giống makeup. Mẹ nó. Không cho nó vô lại nữa đi. Ủa? Ủa? Mẹ này khùng hết, không cho nó vô lại nữa đi. Cứu mình đi. Đúng vậy, ngủ thiệt rồi. Cái lỗ mũi. Hát đi chị. Trời ơi, có cái bụng to tướng nữa đi. Ai nằm ghế chị Kiên vậy? Minh Kiên kìa, ai nằm ghế em kìa, Minh Kiên. Người này nói rất nhiều. Đúng rồi, ngủ rồi. Hát cho hai người còn lại, các em ngủ. Trời ơi là chị. Sao chị có thể như vậy vậy? Ê sao nó nóng quá vậy ta? Chị thấy lạnh. Lạnh. Ai làm gì mà la? Thôi là lái chim hiểu chưa? Em ăn no rồi mà chưa chừng ngủ nữa hả Kiên ơi? Mình kia nó báo chị ơi, tôi quá sốc nó mày mấy muốn. Đánh nó đi, đánh Minh Kiên. Một like để đánh Minh Kiên. 11.000 like rồi, thôi chị sẽ đánh với em 11.000 cái. Biết gì nhìn? Bạn nhìn cái gì? Đây, chiếc giường ba người.
mình có ba người. Vừa đúng, hơi buồn ngủ quá, thôi tắt like đi. Buồn ngủ quá mà, quá là buồn ngủ rồi, thôi mình đi ngủ nha. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp mọi người trong những chiếc like sau. Ok, nó gì cười, tự nhiên cười. Nhìn nó ghê quá, nó bị lệch. Ghê hả?